nghi vấn hẹn hò, vợ Tào Khang của Duy Nhân thay đổi bất thường sau 3 năm chồng qua đời. Nhiều người không khỏi ngỡ ngàng trước hình ảnh mới của Kiều Anh, vợ Tào Khang của cố nghệ sĩ Duy Nhân. Mới đây nhất trên trang cá nhân của mình, Kiều Anh bất ngờ đăng tải hình ảnh chụp cận mặt khi đang làm tóc. Tuy nhiên, điều khiến nhiều người ngỡ ngàng hơn cả chính là gương mặt được trang điểm kỹ càng, lộ rõ vẻ sắc lạnh của cô. Theo đó, vợ của cố nghệ sĩ Duy Nhân bày tỏ, Anh và em bé gấu họa cái bản mặt lì trông có vẻ thảo mai, giữ tóc chơi cho vui. Chỉ sau vài giờ đăng tải, đoạn trạng thái kèm hình ảnh của Kiều Anh đã nhanh chóng thu hút sự quan tâm từ phía cộng đồng mạng. Bên cạnh những lời ngợi khen dành cho nhan sắc ngày càng xinh đẹp của cô, thì không ít người tinh ý nhận ra rằng người đẹp gốc Huế đang đề cập đến chuyện cô vẫn độc thân, chưa hẹn hò với ai qua đoạn trò chuyện với một người bạn. Tại thời điểm Duy Nhân qua đời, Kiều Anh lúc ấy chỉ vừa tròn 24 tuổi, độ tuổi đẹp nhất thời con gái. Thế nhưng hạnh phúc chưa tày gang, cô đã phải đối mặt với một cú sốc tinh thần rất lớn. Trong những ngày Duy Nhân nằm viện, nhiều người gọi Kiều Anh là người vợ Tào Khang khi thấy cô vẫn gắn bó chăm lo cho anh từng chút một. Gần 3 năm trôi qua kể từ ngày năm người mẫu đoản mệnh qua đời, nỗi đau mất mát dường như đã dần nguôi ngoai trong lòng gia đình anh cũng như người vợ xinh đẹp. Từ trước đến nay, Kiều Anh luôn được khen sở hữu ngoại hình xinh đẹp, phong cách nhẹ nhàng, đặc biệt là sống khá nội tâm và kín đáo. Trên trang cá nhân của cô, trước ít khi chia sẻ công khai các hoạt động thường ngày. Tuy nhiên, thông qua những tấm hình mà Kiều Anh đăng tải, trông cô vẫn xinh đẹp như ngày nào, nhưng phong cách có phần cá tính, gợi cảm và quyến rũ hơn so với trước. Duy Nhân phát hiện bị ung thư vòm họng từ cuối năm 2014. Nhận thấy các tế bào ung thư đang phát triển nhanh, nên gia đình quyết định tiến hành cấy ghép tủy em trai của Duy Nhân cho anh. Tuy nhiên, bác sĩ cũng đã nói trước là gia đình và Duy Nhân cũng nên chuẩn bị tâm lý vì khả năng thành công chỉ là 50-50. Không may cho Duy Nhân, cái kết xấu đã xảy ra cho chàng diễn viên trẻ. Anh chút hơi thở cuối cùng vào lúc 0 giờ 30 sáng ngày 7 tháng 5 tại thành phố Hồ Chí Minh sau hơn 6 tháng chống chọi căn bệnh ung thư máu.